Bà con quý khách là buổi chiều ngày mùng 2 tháng 12 năm 2020 thì đồ gỗ Đức Hiền là đang bắt đầu sơn là một chiếc sập 1m6 đây, có cái mặt thôi còn quây thì mang ra rồi. Một chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun Lào. Một chiếc tủ kệ cũng bằng gỗ mun Lào và một chiếc kệ tivi là của bác khách hàng ở quận Từ Liêm. Là cái đây chiếc hai cái này là bằng gỗ vụ Lào. Như vậy là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2012 bắt đầu sơn. Với ngoài ra là còn một cái bức tranh nữa. Một bức tranh khảm là 97m97. Đấy. Đây là cái mặt bàn làm việc này, gỗ mun cực kỳ đẹp luôn. Đây là hình ảnh ở phía trước tầng 1 khu A của đồ gỗ Đức Hiền. Và đây là chuyến hàng thứ nhất. Tí nữa sẽ chở tiếp tục hàng để ra xưởng sơn nữa.